nghĩ trong đầu á, mình một người mình giúp được nhiều người, nhưng mà chưa chắc mà bằng nhiều người giúp được nhiều người. Cho nên tôi mới chỉ hết những cái gì mà có, và tôi cố gắng làm gì cho nó dễ mà đừng có phức tạp để ai cũng học được. Nhiều tao tốn bao nhiêu tiền không hết mày, về số 7 số 3 mấy cha thầy tào lao bác đế cha thì nó nói vậy cái mình nghe cái mình tự ái, mình nói không, không phải đâu. Đừng có nghĩ rằng nó rẻ tiền mà nó là không có hiệu quả, mà nó có hiệu quả nhưng mà tại vì nó rẻ tiền cho nên người ta coi thường. Cứ thử đi, thì mình nói cái lời nhỏ nhẹ rồi mình dụ người ta đi cho người ta khỏi bệnh. đừng có nói mình chữ, đừng nói mình chữ thề, mình nói cho tao chỉ chuyện là mình làm con chạy mẹ mình chứ mất đức hết. Cho nên đó là công đức là chỗ đó nha, chứ còn không phải là mình cho tao nhiều tiền. Em còn tôi á thì thiệt ra là cái đề mà tôi nghĩ trong đầu á, mình một người mình giúp được nhiều người nhưng mà chưa chắc mà bằng nhiều người giúp được nhiều người. Cho nên tôi mới chỉ hết những cái gì mà có, và tôi cố gắng làm gì cho nó dễ mà đừng có phức tạp để ai cũng học được, để ai cũng có thể làm được. Do vậy á, mà muốn làm giàu á, tôi không cần đi dạy bán tào lao này chứ. Tôi mở cái phòng khám giống như ông thầy Gò Công đó, thấy không? Vô dứt lần có nửa tiếng hồ nhiêu không tới nữa, tính người 1.650.000. Thì bây giờ đưa vô như tay chân dở không nổi, cái là bấm cái là nói chuyện là dở tay dở chân rồi đi đứng ào ào thì ăn tiền là đúng không? Như ông này hôm qua là ăn 1.650.000 được rồi. Đó thì như vậy nhiều người vậy mình ăn tiền ngon lắm. Lý do mà thầy mấy bữa của Yến cần thì mình ăn có nấu nào mệt quá. Lúc nào ảnh vô cũng nhăn nhó chứ thầy. Nhưng mà ảnh mà thầy mà hôm giờ nấu dữ lắm. Tí giờ mình nó chế bằng em sao biết không thầy? Tại vì còn cái bằng em cái bệnh trở lại. Tại vì lúc trước bác sĩ có training lên rồi đó, không được làm nữa. Nhưng mà ham vô cứ cạch cái mấy tiếng hồ kiếm ấy. Một ngày có thể kiếm 50 triệu là chuyện bình thường. Ở đây có mấy cô, mấy chú ở Mỹ nói đùa, phải không? Ở qua Mỹ không phải đơn giản mà kiếm một năm 60.000 dễ dàng. Không cần bỏ cái gì hết. Nói bây giờ nó anh cầm cái này xịt đó, anh đi làm thôi là một năm giá chót xong xuôi còn 60.000. Chi phí xong xuôi, trả tiền xe, trả tiền nước nhà, không bao giờ dễ tìm. Thôi giờ dễ tìm. Mà nói thơ thơ mùa qua Mỹ á, mà để nói á, bước cái vô qua Mỹ á, mua được cái nhà 100-200 ngàn, 200-300 ngàn không phải đâu. 15-20 năm chưa trả nổi. Nhưng mà vì cái bằng đó, mình mới không bỏ được, tham quá, hút cạch, đến bên hồ, kiếm dầm bằng. Dễ dàng ý gì, nhưng mà bây giờ sao cái hậu quả mang cái bệnh. Giờ nó lý do anh nói hồi đó em ham, nhưng giờ thêm bệnh xuống rồi nó không giúp được cho mình không. Nhưng mà tôi hứa là ngày giờ cuối tôi sẽ chữa em, bây giờ em nói hụt cào hơi đúng không? Chiều đầu cuối giờ này tôi chữa cho em toàn bộ hết. Hôm qua là tôi chữa chơi thôi. Trưa nay tôi chữa thiệt. Tôi cho em coi, tôi chữa một cái là tay chân em là hoạt động như gió liền.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.